Một ngày ăn toàn là nấm. Rồi bây giờ mình sẽ đi siêu thị để mua nấm. Nhưng mà tình hình dịch bệnh bây giờ rất là căng thẳng luôn, cho nên ra ngoài đường là hãy xịt kem chống nắng. Cái gì cái? Chị em mình cái gì cái chứ phải chống nắng trước đã. Chống nắng trước và chống dịch sau. Nice. Bây giờ mình sẽ xịt khuẩn cái khẩu trang. Rồi. Xịt khuẩn cái này nữa nha. Nó xịt nước không mình lấy gì thấy đường ra. Bộ nồng quá. Rồi giờ mình sẽ đợi nón bảo hiểm. Cũng mà quên, đi ô tô mà. Later. Mình đang lái xe đi ra ngoài Lotte để mua nấm nha mọi người. Mình học cũng chưa lâu nhưng mà mình rất là rành. Mọi người thấy mình lái xe có ổn định không? Chú muốn thấy vai diễn của con sẽ đi về đâu? Đi về đây. Ok. Mình đã tới Lotte rồi nè mọi người ơi. Vô thôi, đứng dẹo nữa là hết ngày hết buổi giờ. Nấm chỗ nào ta? Lâu quá không đi siêu thị xong lú luôn. Không biết cây nào như cây nào hết. Giống như người từ trên núi đi xuống vậy đó. Wow. Trời ơi, hoa đẹp quá à. Thôi đi mua nấm hả ơi. À, thấy nấm rồi, trời ơi. Hôm nay mình sẽ mua nấm Hàn Quốc của thương hiệu Camus nha mọi người. Mình sẽ mua nấm kim châm nè, nấm đùi gà nè, nấm bào ngư xám và nấm thủy tiên nâu. Lựa trái dưa gì ăn cho nó mát coi. Thú thật với mọi người luôn là nhà mình trồng dưa cho nên là mình nhìn là mình biết trái nào ngon. Nhưng mà đó là dưa có hạt, còn cái dưa không hạt này mình không biết cho nên mình lấy đại. Lấy đại mà bày đặt vỗ vỗ nữa. Rồi mày vỗ cho đã vô rồi mày bỏ tao xuống đi. Yêu nghiệt. Đã tính không mua hoa rồi mà tự nhiên cái quầy hoa nó vẫn đứng im, nó không có di chuyển đi đâu hết, giống như nó đang mời gọi Thoa ơi hãy mua hoa đi, hãy mua hoa đi, cho nên là mình mua 4 bó. Ủa đúng là không uổng công, đẹp quá đi. Yeah. Bây giờ mình sẽ bắt tay vô làm công việc chính ngày hôm nay, chính là chế biến nấm. Đầu tiên là bé nấm kim châm. Lý do mà mình thích ăn nấm á là ngoài ngon ra thì nấm rất là tốt cho sức khỏe nữa. Ví dụ như cái nấm kim châm này nè, giúp lưu thông máu rất là tốt bằng cách là giảm cholesterol nè. Đặc biệt là cái nấm kim châm này cũng rất là tốt cho trẻ em với người già nữa, tại vì nó chứa rất là nhiều thành phần cần thiết cho răng và xương. Cách sơ chế thì cũng khá là đơn giản, mọi người chỉ cần mở ra, sau đó mình cắt cái khúc rễ của nó đi, mà nhớ là cắt ngắn thôi chứ đừng có cắt dài quá, nó sẽ bị bung hết ra luôn á. Cái nấm đùi gà này cũng làm y chang vậy luôn. Trời ơi, kể mọi người nghe cái chuyện này nha. Có một đợt có mình ghiền cái nấm đùi gà này kinh khủng luôn. Ngày nào mình cũng ăn hết. Không nướng thì mình luộc, không luộc thì mình xào lên mình ăn hoài luôn. Xong cái tự nhiên cái thời gian đó da mình nó đẹp ra nha. Thì mình đâu có biết đâu, mình tưởng là mình xài mỹ phẩm da đẹp thôi. Cái mình lên trên mạng mình sợ, trời ơi là cái nấm đùi gà này nè, nó chứa rất là nhiều vitamin B6 luôn, mà các loại nấm khác đâu có đâu. Cho nên rất là tốt trong cái việc làm đẹp da. Đã vậy nó còn chứa vitamin C nữa, cho nên là chống lão hóa da quá ok luôn. Còn đây là cái nấm thủy tiên nâu. Thì cái nấm này á, lúc mà các bạn vừa mở cái bịch ra đó, các bạn sẽ nghe một cái mùi nó hơi hăng một tí xíu, giống như là cái mùi lên men vậy đó. Nhưng mà các bạn rửa xong ngâm nước muối là không còn mùi gì hết, mà nó rất là ngọt, rất là ngon luôn. Ngoài ra thì nấm thủy tiên nâu có chứa rất là nhiều kẽm cho nên là tốt trong việc ngăn chặn bệnh tiểu đường á, với lại nó có nhiều vitamin D nữa sẽ giúp xương chắc khỏe hơn. Rồi bây giờ mình bỏ muối vô trong cái thau nước nè, rồi mình ngâm nấm trong khoảng tầm 5 tới 10 phút nha. Cái nấm đùi gà này mình sẽ cắt thành từng lát mỏng nha, để lát nữa mình nướng cho nó nhanh chín, chứ mình để nguyên một cái luôn thì lát nữa nó lâu chín với lại nó bị dai á. Trong thời gian nấm được ngâm nước muối á, thì mình sẽ đi làm nước chấm nha mọi người. Bỏ vô một chai ớt nè, rồi đường nè, muối nè, tắc nè. Ai có bột ngọt thì bỏ vô bột ngọt nữa nha, tại mình không ăn bột ngọt á. Rồi cho miếng sữa đặc nữa, miếng tiêu nữa, rồi bắt đầu bỏ vô máy xay. Các bạn không thích xay thì các bạn đâm cũng được nha. Nó ra cái nước chấm sệt sệt vậy nè, chấm nấm hơi bị bá cháy luôn đó. Sau đó thì mình rửa nấm lại 2 lần với nước sạch nữa nha mọi người. Ủa khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mọi người có thấy thiếu gì không mọi người? Trời ơi, tôi mua cái nấm bào ngư xám mà tôi bỏ quên ở siêu thị luôn. Tính tiền xong hết trơn rồi mà quên lấy về. Xui dữ vậy trời. Tôi chán, tôi dễ sợ luôn á. Cũng may là tôi có đem về ba loại này á. Hôm nay mình sẽ làm món nấm kim châm cuộn ba chỉ bò. Dạo này mình bị thiếu máu á cho nên mình ăn thịt bò, chứ không phải là mình đang thèm thịt bò đâu nha mọi người. Còn cái nấm bào ngư xám này mình sẽ trộn với nước ướp thịt nha mọi người. Các bạn có thể trộn cái sốt nào ở nhà mà các bạn đang dùng á, để cho lát mình nướng nó đậm đà hơn. Wow.
Wow. Trời ơi, nó thơm nức cái mũi luôn. Bây giờ mình sẽ ăn trước nấm thủy tiên nâu. Trời ơi, cái nấm rất là ngọt nha. Nó vừa ngọt và nó vừa thơm nữa. Tuy nước sốt thấm rất là đậm đà nhưng mà cái vị nấm vẫn còn y nguyên luôn á mọi người. Số 1. Bây giờ tới nấm đùi gà. Nấm đùi gà thì mình chỉ cắt ra rồi mình nướng thôi chứ mình không có ướp gì hết á mọi người. Tại vì mình thích ăn trọn vẹn cái hương vị của nó. Dai dai, ngọt ngọt mà rất là thơm và ngon luôn á mọi người. Cái nấm đùi gà này nè chấm với cái nước sốt mình làm á, đúng là nhất cái nách luôn á. Ôi trời, mình thèm nãy giờ cái nấm kim châm cuộn thịt bò này lắm rồi. Chấm một miếng, cuốn miếng rau nữa. Wow, trời ơi, cái ba chỉ bò nó túa cái mỡ ra, nó béo mà nó cuộn vào cái vị dai của nấm nữa. Nấm thì rất là ngọt và thơm. Trời ơi, bị sang chấn luôn mọi người, quá ngon luôn. Nói chung là bữa ăn hôm nay 10 điểm. Làm thì cũng hơi cầu kỳ một xíu nhưng mà bù lại nó rất là ngon. Với lại nó có cái không khí á mọi người, không có đi ăn ngoài quán được cho nên là tự làm ở nhà và ăn cho nó đỡ chán. Cái nấm rất là ngon luôn nha mọi người. Ba loại thì mỗi loại nó sẽ có mỗi cái vị ngon khác nhau nhưng mà đều rất là tươi và rất là ngọt. Thì đây là nấm Hàn Quốc được xuất khẩu bởi Kemos. Và cái nấm Kemos này mọi người được xuất khẩu 27 quốc gia luôn. Đặc biệt luôn nha là hết 70% là ở Mỹ với lại châu Âu rồi, cho nên là chất lượng là tuyệt vời, khỏi bàn cãi. Mọi người nhớ phải mua và ăn thử nha, đảm bảo rất là ngon luôn á. Làm theo mấy cách đơn giản của thời này, vừa ngon vừa đơn giản mà cũng không bị mập lắm. Ok, bye bye mọi người.